Ok các tình yêu nhá, bây giờ thì em sẽ lên cho mọi người một vài. Trời ơi, em ước gì á cũng được livestream vậy luôn á, muốn à, giờ sao? Ê mọi người ơi, sao mình không thử làm một cái gì đó khác hoàn toàn đi? Thì hay đó. Gì đó, gì đó, ai vậy? Trời ơi, nhiều thẻ quá ta. Trời đúng là công sức của mình. Nhiều thẻ này này, nhiều thẻ quá ta. Cho xin mấy cái được bạn. Trời xin sao nè, bây giờ mua sữa xuê đâu là có tặng kèm thẻ nè, mua đi. Trời ơi. Dạ, tại mình thấy bạn nhiều á. Mua tại mình thấy bạn nhiều quá mà bạn không cho mình. Trời ơi. Thôi mình đi mua đi, mình đi mua đi. Đây 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 đây. Ok mọi người, đây là phụ bốc thăm bây giờ. Ai muốn được gì mai sẽ phải gọi là làm gì đấy. Xin chào mọi người và tụi mình là Hello Team. Ok, hôm nay tụi mình sẽ làm một thử thách rất là đặc biệt luôn, mọi người biết phải gì không? Dạ. Hôm nay tụi mình sẽ thử thách 24 giờ làm công việc khác. Wow. Khó nha. Ok mà mọi người đã sẵn sàng chưa? Hơi bị khó khăn đó nha. Sẵn sàng luôn, sợ đi. Rồi, và sẵn sàng. Xin được phép bắt đầu. Let's go. Khoan, trước hết mình phải uống sữa tiếp năng lượng cái đã. Ok. Wow. Rồi, 2 3 vô. Bây giờ mình phải nạp năng lượng thôi. 3, 2, 1, go. Xin chào quý vị khán giả. Xin tự giới thiệu, tôi chính là Harry Phong Cận. Và ngày hôm nay tôi sẽ biểu diễn cho bạn xem một màn ảo thuật vô cùng kinh điển. Xem nha. Ở đây trên tay của tôi chính là những thẻ bài của Hero Team. Và nếu như muốn có những thẻ bài này, các bạn nhớ mua sữa nha. Một cốc sữa sẽ có một hình đấy. Còn bây giờ thì đến với tiết mục ảo thuật của chúng ta. Đây, ở đây tôi có những lá bài này. Và những lá bài này á là có hình của tất cả mọi người. Bây giờ tôi xin mời bạn Sammy, bạn hãy xào bộ bài này lên, sau đó chia nó ra trên bàn cho tôi nha. Tôi sẽ quay mặt vào trong. Rồi, bây giờ tôi sẽ sắp bài nha, để xem cái ông này làm được cái gì. Trời ơi trời, để xem coi. Xong chưa? Ủa xong chưa? Tao mày ngủ gật luôn á trời. Xong rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi, bây giờ á thì ba bạn hãy chọn cho tôi một nhân vật trong những tấm hình này đi. Ví dụ như là Phong Cận đẹp trai, Kairon xấu hơn Mr. Dịch hay là ai thì chọn đi. Rồi, tôi chốt rồi. Đó chính là tôi, Sammy Đào. Để ông xem coi ông tìm được thẻ bài của tôi hay không. Tưởng gì, quá là dễ. Đây, tôi bóc cho mấy người coi. Harry Potter Việt Nam. Đi. Lá đầu tiên. Nè, đúng chưa? Ok. Lá thứ hai. Chắc chắn không phải là lá này rồi. Đó, biết ngay mà. Đây, bây giờ mới đúng rồi. Bóc hai lá lần luôn. Ghê chưa? Đỉnh như vậy. À, đề nghị cho chàng pháo tay à. Xinh thế hả? Đến với trò thứ hai của chúng ta, đó chính là cây cọ trang điểm này. Đây, quý vị đang thấy ở trên tay của tôi chính là một cây cọ trang điểm. Và bây giờ á thì tôi sẽ biểu diễn một tiết mục rất là hay. Đó chính là tôi chỉ cần mấy lá là cây cọ sẽ biến mất. Biết cây cọ nằm đâu không? Đâu vậy? Nằm trong túi da bun kìa. Hay gì vậy? Tôi xịn nhớ vậy? Trời ơi, thật luôn hả? Đến với tiết mục tiếp theo của chúng ta sẽ là tiết mục liên quan đến hộp sữa Susu ở đây, kèm với một tấm thẻ bài Hero Team. Đây, bây giờ mọi người xem nha. Ở đây tôi có hộp sữa, thấy không? Tôi sẽ để hộp sữa ở đây. Ở chỗ này tôi có tờ giấy, lấy hộp sữa. Tôi sẽ lấy tờ giấy này tôi bịt hộp sữa lại. À, ok. Nhìn kỹ không? Mọi người đưa bảo tôi nghe. Nhìn kỹ nha. Đó, thấy hộp sữa không? Rồi, rồi. Đây, bây giờ tôi sẽ lấy cái tấm thẻ bài, thấy không? Cái tấm thẻ bài. Đó, bây giờ tôi sẽ để tấm thẻ bài ở đây. Rồi, sau đó tôi sẽ để hộp sữa lên. Rồi, 3, 2, 1, đập xuống cái. Hộp sữa sẽ biến mất. Hay dữ vậy? Từ. Và trong tấm thẻ bài này đang cầm hộp sữa của chúng ta. Ui, xịn thật sự luôn á. Trời ơi, hộp sữa này nè. Hay quá. Tôi mà. Ê, phát hiện rồi nha. Để hộp sữa bên dưới đây đúng không? Sao qua mắt mình được? Thí sinh này là không được rồi. Hồi nãy tôi đã bắt quả tang em là dám gian lận trong tiết mục ảo thuật của mình. Chấm điểm, cho 1 điểm thôi. Trời ơi, còn 0 điểm gian lận là không thể là chấp nhận nha. Chị đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Lắc xoay nắc cha a xoay sư sư thật này. Nhóc nhép nhai 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 dòng dai sư sư thật này. Wow, trời ơi, ai mà hát hay
bay quá vậy? Lắc 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 trời xoay nắp là xoay su su thật này. Nhóc nhép nhai 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 là xoay là nhai su su thật này. Ê mọi người, nhìn con mascot nó dễ thương quá à. Nhưng mà với giọng hát này thì em nghĩ là đây chính là Sam. Không, giọng này hai chị em sinh đôi giống nhau thì không nói đi. Nhưng mà cái dáng này chắc chắn là Sim. Cái chỉ cô te vậy chắc chắn là Sim. Đây sẽ là Sim đây, không thể là Sam được. Tại vì dáng này chỉ có thể là Sim rồi, only Sim. Cái sự cô te nó nhỉnh hơn xíu. Không, cái sự dẻo là Sam, tụi nó là Sam. Giờ ai Sam nè, ra Sam nè. Bạn nào tin mình thì lên đây dậy cùng với mình nào. Có bạn yeah. Nào dạ nhất sẽ là mình 5 điểm nha. Rồi, tôi cũng 5 điểm cho điểm trung bình. Trời ơi, được điểm trung bình thôi hả? Xấu vậy? 100 cao vậy? Hello mọi người, chào mừng các bạn đến với buổi livestream bán sữa ngày hôm nay nha. Phiên của tôi ngày hôm nay bán chỉ có sữa thôi, không còn gì khác đâu. Và tất nhiên rồi, tụi tôi sẽ bán su su và hero. Bạn nào thích uống sữa vị dâu, giơ tay nhèn con số 1 cho tôi. Đúng không, đúng không, đúng không? Đây, đầu đây liền có liền nha. Rồi, bạn nào thích uống sữa sô-cô-la nào, giơ tay. Đây cũng có sô-cô-la luôn nha. Thậm chí còn có cả cam này và cả nhiều vị khác nữa. Đó, vậy là chốt đơn liền ở ngay giỏ, ngay cửa hàng giúp tôi nhé. Và ngoài ra khi các bạn mua sữa thì chúng ta có một chương trình đó. Các bạn thấy trên tay tôi là gì không? Đó chính là thẻ của Hero Team. Và bây giờ bọn mình có cần rất là nhiều thẻ của bọn mình luôn ạ. Và với thẻ này nó không chỉ có giá trị sưu tầm đâu nha, mà quay đằng sau lại nó có cực kỳ nhiều phần thưởng. Đây này, từ từ để tôi xem nào. Đây nhá, ở đây các bạn có cái thấy cái mã này không? Cái mã này các bạn có thể cào ra và quét mã QR này nha. Sau khi quét thì các bạn hãy điền thông tin của các bạn vào. Biết đâu các bạn có thể trúng phần thưởng của tụi tôi. Yeah. Đầu tiên nếu mà các bạn cực kỳ may mắn, các bạn sẽ được trúng cái máy ảnh siêu to khổng lồ đâu cầm lên của tôi. Đây, cái máy ảnh này cực kỳ xịn nha. Khi được trúng máy ảnh thì các bạn sẽ lắp pin, sau đó lắp phim, khởi động máy ảnh và chụp thôi. Rồi nếu mà may mắn tiếp theo, các bạn cũng có thể trúng được ba lô hình con bò. Con bò này có thể bỏ rất là nhiều thứ nha mọi người. Đó, đầu tiên mình sẽ bỏ thử cái quyển tập là dày 200 mét da nha. Tiếp theo là mình sẽ bỏ thêm cái lốc sữa su su nha, cái này nữa. Ui, vô nha mọi người ơi. Và có một trò cực kỳ hay đó chính là tên lửa nước siêu tốc đấy. Đây đấy, bé siêu may mắn luôn nha. Nếu các bạn đã may mắn nhận được các phần thưởng đó rồi thì các bạn hãy điền thông tin của các bạn lại. Rồi sau đó sẽ có mục để điền mã OTP nha. Và chương trình cuối cùng đây, cái may mắn cuối cùng, cái xịn sò nhất này, đó chính là các bạn có thể chụp hình cùng với bọn mình. Chụp hình qua công nghệ AR luôn nha. Các bạn chọn một hoặc là Camui, hoặc là Simi, hoặc là Sami, Full Hero Team. Các bạn muốn chụp với ai thì các bạn chọn người đó và chụp cùng với bọn mình. Các bạn muốn mua không? Mua. Mua không? Mua. Rồi mua dễ uống không con? Không. Đúng rồi, phải như vậy chứ. Chị cho em cách để nhận quà đi. Trời ơi em ơi, có cái thẻ này thấy không? Lật đằng sau ra chị sẽ chỉ cho em cách quét mã để nhận quà với cô bé anh bé ơi. Đây đây, có phần mã quét mã nha. Tôi quét cho mọi người coi nha. Đó, nó tự động vào luôn, thấy chưa? Thấy chưa? Wow. Thấy chưa? Rồi, để tôi điền số điện thoại này. Bây giờ thành phố đúng không? Tôi đang ở Hồ Chí Minh. Mã may mắn chấp nhận là tôi đã đọc và chấp nhận điều khoản chương trình. Cái gì chỉ cần quà thôi, không cần biết gì hết, chấp nhận hết. Rồi bây giờ gửi nè. Đó. Nhận được cái món quà đấy ở nhà của tôi luôn nha. Ship về tận nhà luôn, miễn phí ship luôn nha. Để
đây là mọi người nhớ kích vào tờ hàng mua liền nha mẹ bà con, mua liền nhé. Mà nhưng mà chưa xong nha, chụp hình cùng Hero Team bấm vào đây. Sammy Phong Cận hay là Kaidon, Mr. Vịt hay là Tui này đó, Siro đều có ở đây hết nha. À, đây thì tôi chọn chụp hình với Tui đi. Các bạn bấm vào biểu tượng chụp ảnh và sau đó thì tôi sẽ hiện lên. Hello, đây từ từ. Hello. Rồi. Wow, hay dở. Và các bạn sẽ được thấy tôi ở đây luôn nha. Và tất nhiên rồi, các bạn có thể phóng to này, thấy không? Các bạn có thể phóng to này, thu nhỏ này đó, tùy ý các bạn luôn. Mọi người chúc yeah. Chúc cùng với tôi nè. À, vậy là chúng ta có một bước đó. Tự nhiên cá mùi, một cá mùi ở đây và một cá mùi ở đây nữa. Trời ơi, hai cá mùi. Đúng vậy, hai cá mùi luôn nha. Phiên live stream này quá hấp dẫn. Đơn hàng đã chốt được 1.000 đơn. Doanh thu ở trên 1 tỷ. Xin chúc mừng, quá hài ngạo, quá hài ngạo. Tôi chấm các em, chúc mừng các em. Phiên live stream quá là xuất sắc của các bạn. Tôi có định chấm các bạn 10 thôi. 10 tôi chấm các bạn 1 triệu điểm. Ok các bạn, video của mình như này thôi nè. Thôi ok, thì trải nghiệm của mọi người về ngày hôm nay như thế nào? Cực kỳ là đầy năng lượng luôn. Rồi cái này sao? Tôi cảm thấy trải nghiệm hôm nay rất là thú vị. Bởi vì tôi lần đầu tiên được bán hàng. Nói chung cũng vui. Cái này phải gọi là vất vả luôn. Tại vì các bạn nghĩ là chỉ cần đứng một chỗ và nói không? No, bọn mình phải nói cực kỳ nhiều và liên tục. Trời ơi, tôi hết sức rồi. Còn tôi cứ tưởng làm bác sĩ dễ lắm, tưởng là đứng khác, ai ngờ là phải luyện thanh, luyện đồ. Các bạn ơi, cũng đâu có dễ đâu. Nhưng không sao, nếu các bạn thích là được. À các bạn ơi, các bạn cũng đừng quên cố gắng học thật giỏi để có thể đạt được ước mơ của mình nha. Ủa, chiến thắng sẽ là ai đây? Không biết nữa. Và team chiến thắng hôm nay là team Tụi tôi là tụi tôi đây. Tụi mày ơi, live stream. Yeah. hoặc là nhận những phần quà như mình á, thì đừng quên hãy mua sữa Susu Hero để có thể săn quà và săn những cái thẻ của bọn mình nha. Đó. Yeah, còn không nhanh tay đi mua liền nè. Yeah. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ cùng quét mã và chụp hình tương tác với các nhân vật Susu Hero nha. Đây tôi quét mã nè.